Thì ở đây nó có ba cái chỉ số này. Cái này là chỉ số chuyển sáng, tức là cái độ trong sáng tối của sim. Đấy. Đây là chỉ số sáng là 57% này. UV 100%. Hồng ngoại quan trọng, cái này 98%. Còn cái lượng nhiệt mà bỏ. Thế mày thử lấy cái phim 1,5 triệu của mày ra xem nào. 1,5 triệu của mày này. Để so sánh. 97%. Nó gần bằng thôi. Nhưng mà cái tông này nó tông tối hơn. Đấy. Cái này 3,5 triệu. Còn đấy lấy cái 1,5 triệu cho anh xem nữa. Vẫn thế bằng cái kia. Không, cái kia 98% chứ, kia hơn chứ. Kia ngon hơn nhiều. Mà cái phim này nó không phải là phim khoa học 200 lớp. Đấy, thằng chỉ có thằng này 200 lớp này. Đi em xịt nước lên trên này nó là ánh đỏ này, thằng này không có này. Chỉ có 100 lớp thôi. Cái phim 3 triệu kia, 3 triệu rưỡi kia nhúng xuống không có, mà phim 1,5 triệu không có, chỉ có thằng này phim khoa học 200 lớp nó ép được thì nó mới có hiệu ứng 7 màu này. Đấy, chuẩn phim 3 màu xịn. Đấy, còn thằng này nếu mà 1,5 triệu kia thì số của nó chỉ rơi là khoảng là tầm 92-93%. Cái này bảo hành đến 10 năm. Bảo hành đến lúc vỡ kính thì thôi.